Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là vòng 11 V-League 2023-2024 đã khép lại sau các trận đấu của diễn ra trong buổi tối ngày hôm qua, đặc biệt là trận cầu rất hấp dẫn giữa Nam Định với Hà Nội FC trên sân vận động Thiên Trường, nơi mà Nam Định đã có chiến thắng 3-2 trước nhà đương kim Á quân, một trận đấu có thể nói rằng mang lại cảm xúc rất lớn cho các cổ động viên bóng đá trung lập cũng như là các cổ động viên bóng đá của Hà Nội FC cũng như là chủ nhà Nam Định. Thực sự mà nói, đây là trận đấu có thể nói rằng là hay nhất từ đầu giải tới giờ, và nếu như ai mà không theo dõi trận đấu ngày hôm qua thì có thể nói rằng rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Sau đây Thuật Thể Thao xin điểm qua cái kết quả của vòng 11 V-League 2023-2024, cập nhật bảng xếp hạng và xin gửi tới quý vị và bạn cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 12. Và trước khi đến với chương trình ngày hôm nay, quý vị và bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like video, và nếu như được thì có thể share video tới mọi người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và bạn, cái vòng 11 V-League 2023-2024 đã chứng kiến một số cái yếu tố bất ngờ. Cái yếu tố bất ngờ đó chính là trận đấu giữa Quảng Nam với Thể Công Việt. Đây là trận đấu mà cá nhân Thể Thao đánh giá Thể Công Việt cao hơn, và sau cái trận thua rất đáng tiếc trước Bình Dương thì Thể Thao kỳ vọng Thể Công Việt sẽ có được chiến thắng đầu tay dưới triều đại của huấn luyện viên Đức Thắng khi mà làm khách trên sân của Quảng Nam, làm khách trên sân Hòa Xuân. Tuy nhiên thì đây là trận đấu mà đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng đã chơi không tốt, họ đã để hỏng khá nhiều ở phía hàng phòng ngự, và đặc biệt trong một ngày mà Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì án treo giò thì cái hàng thủ của Thể Công Việt vốn đã không tốt ở mùa giải năm nay rồi lại càng mong manh và dễ vỡ hơn. Và đây là trận đấu mà Quảng Nam họ đã tận dụng cơ hội không tốt đấy, nếu như mà họ tận dụng tốt thì đội bóng của huấn luyện viên Văn Sơn có lẽ đã giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn chứ không phải là 2-0 đâu. Trong khi đó thì trận đấu giữa Khánh Hòa với Hoàng Gia Lai cũng đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Đây là trận đấu mà đội bóng Phố Núi làm khách sân 19 tháng 8, và đội bóng này đã thi đấu rất là cố gắng rồi trong một ngày mà Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa mới đến thôi nhưng cũng đã bắt chính và cũng đã để lại những cái dấu ấn khi mà cứu thua cho Hoàng Gia Lai. Đây là trận hòa có thể nói rằng là phản ánh đúng cái cục diện của trận đấu này. Trong khi đó thì trận cầu tâm điểm của vòng đấu này đó là màn so tài của Công an Hà Nội với Đông Á Thanh Hóa đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà, nhà đương kim vô địch với tỷ số 3-1. Thì đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Kiatisak đã thể hiện rất rõ cái ý đồ chiến thuật cũng như là cách chơi của mình. Với cái chất lượng đội hình tốt hơn và lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội đã khiến cho Thanh Hóa đá pressing tầm cao, khiến cho Thanh Hóa không thể nào mà phát triển bóng bên phần sân nhà như cách họ đá với những đội bóng khác được. Vì vậy mà những cái sai số đã xảy ra và Thanh Hóa đã nhận thất bại với tỷ số 1-3. Đây là trận đấu mà mình cá nhân Thể Thao cho rằng Công an Hà Nội đã xứng đáng giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Và sau trận đấu này thì huấn luyện viên Kiatisak cũng đã chỉ rõ được những cái nguyên nhân và yếu tố giúp cho họ giành chiến thắng. Còn trận đấu giữa Hải Phòng với Sông Lam Nghệ An thì đội chủ nhà Hải Phòng đã gây thất vọng lớn khi để cho một đội bóng có cái tuổi đời, độ tuổi trung bình trẻ nhất V-League cầm hòa với tỷ số 2 đều. Thực sự nói Hải Phòng đang trong giai đoạn rất là khó khăn. Đây là trận đấu thứ ba liên tiếp mà Hải Phòng không biết mùi chiến thắng rồi. Thì trong khi đó là trận đấu giữa Nam Định với Hà Nội FC đã mang lại cảm xúc rất lớn cho người hâm mộ, như thời tao đã đề cập ở đầu chương trình. Nam Định đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2, đặc biệt là có màn ba bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ trận đấu ở hiệp 2, và Hà Nội FC tưởng chừng như dẫn 2-1, tưởng chừng như thắng rồi nhưng mà cuối cùng lại thua thêm hai bàn ở phút bù giờ và nhận thất bại với tỷ số 2-3. Thực sự đây là trận đấu mà Nam Định chơi tốt và họ đã xứng đáng giành chiến thắng. Trong khi đó thì trận đấu giữa Bình Dương với Hà Tĩnh cũng đã có được phần thắng nhưng về phía đội chủ nhà, và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chấm dứt cái chuỗi mạch 3 trận thắng liên tiếp bằng trận thất bại trước Bình Dương với tỷ số 0-1. Nhìn chung đây là trận đấu mà Bình Dương có chất lượng đội hình tốt hơn và họ có lợi thế sân nhà, cho nên là việc họ giành chiến thắng là cái điều không phải là bất ngờ. Và trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 11 là màn so tài của Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Định đã có phần thắng nghiêng về phía Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh bị thua trước, tuy nhiên thì đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã có màn lợi ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Thực sự nói là đây là trận đấu mà Bình Định cũng đã chơi không được sự tốt cho lắm đâu. Và chiến thắng này giúp Thành phố Hồ Chí Minh ngắt cái mạch trận thua của mình và góp mặt ở trong cái vị và cải thiện cái thứ hạng của mình. Vì sau cái vòng đấu này thì bảng xếp hạng của V-League 2023-2024 như sau. Nam Định dẫn đầu với 25 điểm, BKMX Bình Dương đứng thứ hai với 23 điểm, xếp thứ ba là nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội 21 điểm, xếp thứ tư là Thanh Hóa 21 điểm, đứng thứ năm là Bình Định 19 điểm, đứng thứ sáu là Thành phố Hồ Chí Minh 15 điểm, đứng thứ bảy là Quảng Nam 14 điểm, xếp thứ tám là Sông Lam Nghệ An 13 điểm, đứng thứ chín là
Hà Nội FC 13 điểm, đứng thứ 10 là Hải Phòng 12 điểm, xếp thứ 11 là Hà Tĩnh 12 điểm, đứng thứ 12 là Thể Công Viettel 9 điểm, đứng thứ 13 là Khánh Hòa 8 điểm và đứng cuối là Hoàng Gia Lai 7 điểm. Thực sự mà nói thì sau cái vòng đấu thứ 11 thì cái tên Thể Công Viettel tiếp tục là cái nỗi thất vọng đối với các cổ động viên đội bóng này, vì là một cái đội bóng mà ứng cử viên cho chức vô địch nhưng mà lại đang đua trụ hạng với hai đội bóng Khánh Hòa và Hoàng Gia Lai. Thực sự mà nói cái thực lực của Thể Công Viettel thì mình nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới họ sẽ trở lại thôi, nhưng vấn đề là với cái điểm số như thế này thì cái việc đua địch của Thể Công Viettel gần như là họ đã tung cờ trắng rồi, không biết là giai đoạn về thì họ có thể thắng được tất cả các trận đấu hay không, nhưng mà xem ra là rất khó đấy, đúng không ạ? Theo cái lịch thi đấu của vòng đấu thứ 12 thì vòng đấu thứ 12 V-League 2023-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 3. Trong ngày mùng 2 tháng 3 thì diễn ra hai trận đấu, đó là màn so tài của Thanh Hóa với Hoàng Gia Lai vào lúc 18 giờ trên sân vận động Thanh Hóa. Đây là trận đấu mà Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, tuy nhiên thì Romario sẽ vắng mặt ở trận đấu này. Vào lúc 19 giờ 15 trên sân vận động Lạch Tray thì Hải Phòng sẽ đối đầu với Thể Công Viettel. Đây là trận đấu mà Thể Công Viettel được dự đoán cũng sẽ gặp khó khăn. Nếu như mà Thể Công Viettel không chơi, không cải thiện được cái bộ mặt và cái năng lực chuyên môn của mình thì họ khả năng hòa hoặc là thua thôi, chứ khó thắng được. Còn nếu cải thiện được thì đương nhiên có thể thắng được, vì Hải Phòng ở thời điểm hiện tại cũng rất là mong manh. Trong ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 3 thì sẽ diễn ra các trận đấu còn lại, 5 trận đấu còn lại. Vào lúc 17 giờ Quảng Nam tiếp đón Bình Định trên sân nhà. Vào lúc 18 giờ Khánh Hòa gặp Hà Nội FC. Cũng vào lúc 18 giờ thì trên sân Vinh Sông Lam Nghe đối đầu với Thép Xanh Nam Định. Vào lúc 19 giờ 15 Công an Hà Nội sẽ đối đầu với Hà Tĩnh. Và vào lúc 19 giờ 15 trên sân vận động Thống Nhất ấy, thì Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với BKMX Bình Dương. Ở vòng đấu này thì theo thông báo của phía ban tổ chức thì có 3 trận đấu áp dụng công nghệ VAR, đó chính là trận đấu giữa Thanh Hóa với Hoàng Gia Lai, Hải Phòng với Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An với Nam Định. Đấy, đây là trận đấu rất hay đấy, và trận cầu tâm điểm của vòng đấu này thì ở vòng đấu này thì không có trận cầu nào là quá tâm điểm, đúng không ạ? Tuy nhiên thì vẫn có những cặp đấu hấp dẫn, ví dụ như Sông Lam Nghệ An với Nam Định này. Nam Định đang bay cao và Sông Lam Nghệ An cũng đang rất là quyết tâm. Công an Hà Nội với Hà Tĩnh cũng là trận đấu mà cũng rất đáng xem, mà đặc biệt là trận đấu giữa Thanh Hóa với Hoàng Gia Lai, một đội bóng nhưng Hoàng Gia Lai thì đang đua trụ hạng, còn Thanh Hóa đang đua vô địch. Thì vòng đấu này sau cái thất bại trước Công an Hà Nội thì Thanh Hóa mới rất cần một chiến thắng đấy, và Thanh Hóa đội bóng chơi trên sân nhà rất tốt, trong khi đó thì Gia Lai thì đá sân khách không tốt cho lắm đâu. Trận đấu thứ hai liên tiếp đá sân khách sẽ là một cái thử thách rất lớn đối với Hoàng Gia Lai. Và cá nhân Thủy Tao đánh giá thì đây là những trận đấu mà các đội khách cũng được dự đoán cũng sẽ gặp những khó khăn. Tuy nhiên thì những đội bóng như Nam Định, như Hà Nội này, như Bình Dương, nếu như mà chơi tốt thì vẫn có thể giành chiến thắng được. Thì nhận định về vòng đấu thứ 12 này thì Thể Thao sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình vào tối nay, vào lúc 19:30 tối nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi cái chương trình nhận định vòng 12 V-League vào tối nay trên kênh YouTube Thể Thao, và đừng quên đưa ra nhận định và dự đoán tỷ số nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về cái cuộc đua vô địch của V-League năm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất khi lên sóng mỗi ngày trên kênh YouTube Thể Thao. Cho phép Thể Thao xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, và chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc học tập hiệu quả nhất có thể. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những chương trình tiếp theo.